Thưa quý vị, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các trường học tại tỉnh Lào Cai. Mặc dù ngành giáo dục của địa phương đã lên kế hoạch cho học sinh toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 16 tháng 9. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều trường lớp vẫn chưa thể dọn dẹp và sửa chữa xong, khiến cho hàng nghìn học sinh phải lỡ hẹn với việc đến trường. Khu vực nhà bán trú của trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Yên, nước rút để lại lớp bùn dày, đặc quánh. Dù đã huy động toàn bộ nhân lực có thể, thế nhưng việc dọn dẹp sửa chữa lại chỗ ở cho học sinh bán trú vẫn không thể đáp ứng được cho học sinh đi học trở lại vào ngày 16 tháng 9 tới đây. Lượng bùn trong các phòng thì trung bình là khoảng 4-50cm mỗi phòng. Đấy là cái nhất. Và thứ hai, các thầy cô chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp. Tuy nhiên cũng chỉ giải quyết được nửa số lượng công việc thôi. Đối với 200 học sinh đang ở tại khu bán trú thì chúng tôi đang cố gắng chạy đua thời gian. Cố gắng là khoảng 20/9 là sẽ đón các em trở lại và sắp xếp những cái phòng chức năng để các em ở tạm đảm bảo cái việc học tập của các em. Huyện Bảo Yên đã có 24 học sinh thiệt mạng, hơn 400 giáo viên bị ảnh hưởng nhà cửa. Gác lại nỗi buồn, các thầy cô tại đây đang nỗ lực từng ngày để các em có thể sớm trở lại lớp học. Cơ sở vật chất là đáp ứng được cho cái việc học ngay, thế nhưng mà đội ngũ giáo viên không đảm bảo, học sinh không đảm bảo, rồi giao thông đi lại không đảm bảo. Để trang sắm lại các cơ sở vật chất, rồi là sách vở, văn phòng phẩm cho học sinh là khoảng 20 tỷ đồng. Còn lại là bây giờ có hai trường thì đang nguy cơ là phải di chuyển ra vị trí mới bởi vì rất mất an toàn. Trước những khó khăn tại nhiều địa phương, nhiều trường học vẫn chưa thể hoàn tất công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã có phương án lùi thời gian trở lại lớp với một số địa phương, đồng thời tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả mưa lũ, có phương án dạy bù cho học sinh. Chắc chắn ở địa bàn Lào Cai, sở phải có cái điều chỉnh thế nào đó cho phù hợp và lên một cái kế hoạch phù đào dạy bù cho học sinh, cho giáo viên để cho nó đảm bảo được cái lượng kiến thức và đảm bảo được cái khung của học kỳ, nhưng mà không vì thế mà bắt buộc. Dù gặp phải nhiều khó khăn, các trường học tại Lào Cai vẫn đang nỗ lực hết mình để khôi phục hoạt động giảng dạy. Các phụ huynh, giáo viên, học sinh đều hy vọng rằng tình hình sẽ sớm ổn định để các em có thể quay trở lại trường lớp, bắt đầu năm học mới với kết quả cao nhất.